Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nam Sum Ho. Năm nay Sum Ho được 18 tuổi và đến Việt Nam khoảng 8 năm. Sum Ho đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Việt Nam học. Sở thích của Sum Ho là chơi đá banh và đánh cầu lông. Con người ở thành phố Hồ Chí Minh rất thân thiện và dễ kết bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều món ăn, nhưng trong đó em thích nhất là bún bò Huế và bánh mì. Các bạn hãy đón xem chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu để tìm hiểu văn hóa cùng với Sum Ho nhé. Chào anh, em đã làm xong hoàn thành nhiệm vụ dắt chó đi chơi rồi, còn phải làm gì nữa anh? Thì bây giờ thì anh em mình sẽ đưa chó vào tham quan cái chỗ ăn ở và cái con bạn của nó cho cái học bài. Ok. Hôm nay Sum Ho sẽ tham gia một buổi học của các chú chó tại trường huấn luyện ở quận 9. Những học sinh bốn chân ở đây là các chú chó nhà được chủ gửi vào trường để học huấn luyện trong vòng 4 tháng. Sau khi học xong, các em sẽ biết vâng lời hơn và hiểu được một số hiệu lệnh từ người chủ của mình. Chó nào cũng to, khỏe mạnh, làm việc với chúng thì anh có sợ con nào không? Cái ngày huấn luyện chó này thì những con chó to, con chó bự thì nó không quan trọng. Quan trọng nhất là cái độ tuổi huấn luyện của nó. Những con chó nào nó vừa cái độ tuổi của nó thì bọn mình sẽ nhận huấn luyện không kể to nhỏ. Chó rất trung thành với chủ, nhưng đối với người lạ thì nó rất dữ. Làm sao để làm quen với chó? Những con chó dữ thì mình phải mới đưa về huấn luyện trường. Thì mình phải tần lần mình phải đưa ra ngoài cho âu yếm nó, chải lông, vuốt ve nó, dẫn nó đi vệ sinh. Thì dần dần cái thời gian thì mình sẽ nó làm quen được nó. Sum Ho biết là chó không học cũng biết giữ nhà đúng không? Đúng rồi, chó không học thì cũng biết giữ nhà, nhưng mà nó cái mức độ nó hạn chế hơn. Giả dụ như chó của Sum Ho ở nhà chẳng hạn, nhưng có người lạ đến nó sẽ lao ra nó cắn. Nhưng mà được con chó ở trường huấn luyện thì nó sẽ cắn. Nhưng mà nếu mà Sum Ho không muốn cắn thì Sum Ho sẽ gọi nó vào nhà. Các bạn thấy công việc này như thế nào? Đối với Sum Ho, công việc này rất là vui. Những con chó ở đây rất dễ thương và rất là thông minh. Sum Ho muốn chơi tiếp với những con chó này. Những bài tập này không chỉ giúp kích thích trí não và cơ thể của các bé, mà còn luyện tập sự nhanh nhẹn, linh hoạt, bổ túc tính săn bắt của những anh bạn này.
Anh dạy chó này bao lâu vậy anh? Gần 3 tháng rồi đó. Có con chó nào học lâu mà không nghe lời anh? Trường hợp đó cũng có nhưng mà cái thành phần nó ít xảy ra lắm. Công việc này tuy thú vị và nhiều tình cảm, nhưng đôi khi cũng nguy hiểm khi các chú quá hăng say với những bài tập. Tuấn Anh nói có lần đã bị các chú cắn nhầm vào chân khi tập cho chúng những bài tập bắt người này. Bây giờ Xuân Hô phải chuẩn bị làm một nhiệm vụ rất quan trọng đấy. Con chó nó cắn vào tay Sumo xong, Sumo thấy rất là mệt, rất là đau. Lần đầu tiên đến với trường huấn luyện chó nghiệp vụ mà bạn đã cầm sử dụng một con chó huấn luyện thì bạn thấy cảm giác thế nào? Em cảm thấy rất thích và rất vui nhưng mà hơi mệt một chút. Anh huấn luyện chó bao nhiêu năm rồi? Mình bước ra chó này khoảng độ 6 năm rồi. Sumo thấy là công việc này rất là vui nhưng mà chắc là anh phải rất yêu chó đúng không anh? Tất nhiên rồi, cái nghề huấn luyện chó này là bắt buộc mình phải yêu thương nó thì là mình mới làm, mới bước vào cái nghề này. Dạy học thôi là chưa đủ, những huấn luyện viên ở đây luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho các học viên của mình. Không chỉ dạy học tốt mà còn phải chăm sóc các bé được khỏe mạnh. Trải nghiệm một ngày huấn luyện các cô cậu bốn chân, Xuân Hồ thấy công việc tuy vất vả, có trò giỏi, thông minh thì cũng có trò tiếp thu kém. Nhưng đối với một người huấn luyện viên, mỗi ngày được chơi đùa cùng những cô cậu bốn chân, thấy sự tiến bộ trong học tập của các bé là đã mang lại niềm vui cho công việc và cuộc sống. Anh nhảy chó này bao lâu vậy anh?